Du này tưởng có ông nào vừa lấy nhỉ? Vâng. Du tinh, nắp gần, nắp kiểu. Vừa vào 3 lít rồi. Du lá nhỏ. Du lá nhỏ đẹp lắm. Đợi chú nhanh. Đợi con ra. Chú lọc đây này. Rồi về thả nước nó phun dễ nó mới tốt. Nước rồi. Khế là cái gì nhỉ? Đúng không? Cái này cái khế. Si mà nhìn dáng ai nhỉ? Si ít cây nào có dáng kiểu này. Vậy dâm gụt cái du này vừa bảo mấy lít nhỉ? Bao nhiêu? Nhìn quen quen. Quên để băng keo nha. Keo gì? Keo này này. À, dây có đục keo. Có đục cái gì đâu mà keo. Lấy cái này à? Lấy cái này à? Lấy cái này rồi gì? Màu vàng này. Ủa con năm này. Nhưng mà sau mà được rồi phải thay cái viên đá đi. Sau mà được rồi phải thay cái viên đá này đi. Cái đá này giờ giả đeo, nó cấy đeo vào. Mấy cái đơn này nhìn mình hay phết nhỉ, lắm hoa ghê. Ổi này là ổi ta đấy đâu. Ổi này ổi ta đâu. Có lá quá cả gì. Vứt đi thì nhìn nhìn cái gì kìa. Thế thôi. Thế mà là ăn cái vừa. Hồng Mai là bao nhiêu? Đây của Bà Liên của à mua rồi gì?
bán đâu. Bán được. Nhanh thế, một đống này luôn rồi gì. Có điều kiện bán thế thích nhỉ. Bán mà giá chứ. Yên. Thâu tóm ở chợ. Cái dầm bụt này lại lấy bán luôn. Còn cái hàng cái này. Cái hàng độc thì cái này bao nhiêu? 100. Quá đẹp. Vừa mới chơi cấy rêu à? Rêu tắp nó đấy rồi, rêu thì hết rồi đây. Với cái được mấy hôm. Em đắp hoa vứt quả trời mưa nó bám ngay. Hết. Cây này cũng vừa mới cho chậu đúng không? Không, cái cho được tầm một tháng rồi. Dạ. Tháng rồi. Nó cái bình trời em xé cho đây nó đẹp. À. Không quan trọng. Là bạn bắt đầu luôn này. Đẹp lắm. Cho bắt bị này để đó là cái. Cây này mình luôn về cắt lá. Vâng, có cái này chỉ để này thôi. Không à. Đơn sơ quá. Khô lắm. Chưa có gì. Mới là mới tặng cho chắc cho đâu ra cổng xuống đây. Nhìn xem có thấy cái gì không? Quê. Trời, chưa thấy cái gì. Nhà chắc gần ở lò gạch à? Ngay cổ kia. Chắc là gần lò gạch. Đúng rồi, nhà ngay là gần ở lò gạch à? Này đéo có bệ nhỉ. Không có bệ. Để ra 2 tờ kiểm tra. Chục dưỡng mẹ. Cái đẹp không? Không ai yêu cây giờ đi chơi sướng nhỉ. Không ăn rồi. Vừa bán hai cây dưới này bán cây nhỉ? Dưới bán chân dưới à? Chưa bán.